Hello mọi người, trước mắt mọi người là cái hình ảnh mà con mèo nhà mình nó đang ăn cái nhau thai của con nó Thì trước đây chẳng bao giờ mà nó ăn nhau thai đâu Nhưng mà mình không hiểu sao cái đợt này nó lại ăn một cách ngấu nghiến và ngon lành như thế Thì cái nhau thai này thường thường là khi mà để con ra ấy, Mỗi con mèo con sẽ có một cái nhau thai Thì mèo mẹ sẽ ăn để lấy sức để đứa tiếp theo Mình nghe giang hồ đồ là nó rất là bổ và ngon Đại loại là như thế Thì chuyện là hôm qua mình có đăng một cái clip ấy là mèo nhà mình để hai con Nhưng con số 2 nó không có dừng lại ở đấy Ngày hôm nay không hiểu kiểu gì nó để thêm một đứa nữa thì lúc đó là khoảng tầm 12 giờ chồng mình có gọi là em ơi con cám nó để thêm một đứa nữa rồi kiểu mình không tin luôn thì lúc đấy là mình đang ở trên lầu chạy xuống thì thấy nó đang để cái đứa trước mặt mọi người ấy thì nó để ngược các mọi người thường thường mèo để ngược thì mèo con sẽ rất là nguy hiểm thứ nhất là mèo con có thể bị ngạt thở vì vì nước ối ở trong bụng quá nhiều ấy thứ hai là hôm qua nó đã để hai con rồi và hôm nay nó để con tiếp theo thì nguy cơ bé này bị ngạt trong bụng rất là cao thì lúc đấy kiểu mình cũng rất là sợ mình sợ bé này mất đấy nhưng mà tự nhiên là mình thấy cái chân ánh động đậy động đậy ấy cái xong rồi mình giúp nó kéo con ra khỏi bụng nó vậy là kỳ tích luôn anh ấy sống sót tới bây giờ và rất là khỏe mạnh trộm vía là bú sữa mẹ ngon lành vì thường thường mèo để ngược thì nó khá là nguy hiểm nữa mà lúc đấy con cám nhà mình thì nó rặn không có ra tại vì bé này khá là to cho nên là mình đã giúp em một tay kéo nhẹ nhàng ra vậy là em á, thành công sống sót luôn cảm giác mình vui kinh khủng luôn ấy và cuối cùng thì một niềm vui nhỏ cũng đã tới nhà mình mình tổng cộng là có ba em bé nha cảm ơn mọi người